Chào các bạn, trong cái video trước mình có nói về việc kết hợp những cái cảm biến để điều khiển cái đèn và quạt ở trong phòng tắm ấy. Thì qua một thời gian sử dụng thì mình thấy cái cách đấy ấy, nó vẫn còn rất là nhiều cái nhược điểm. Và thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta set cái thời gian delay ở trong automation ấy. Thực ra nó không cần phải phức tạp như vậy, có một cách khác đó là chúng ta tạo cái shortcut. Có thể là tạo được cái thời gian delay ở trong automation. Đấy, tuy nhiên là cái cách làm vừa rồi mình thấy là vẫn chưa gọi là hoàn thiện, nên là mình mới tìm hiểu và mình đã tìm ra một cái cách khác để chúng ta có thể set up kết hợp những cái cảm biến mà nó tạo ra một cái cách tối ưu hơn cái cách vừa rồi. Chính vì vậy cái video cũ mình đã xóa đi rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta set up một cái hệ thống nó cảm biến người mình nó tối ưu hơn. Đấy, đó là việc mình sẽ sử dụng những cái cảm biến chuyển động như này. Mình sẽ chỉnh sửa lại nó và tạo các cái automation để mình sử dụng những cái cảm biến chuyển động như này. Cảm biến chuyển động bình thường này sử dụng như là một cái cảm biến hiện diện. Đấy, rất hay. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần kết hợp và làm vài cái automation, tạo vài cái automation chúng ta có thể sử dụng cái này. Tất nhiên là nó không thể bằng được cái cảm biến hiện diện. Tuy nhiên là nó cũng gần được như vậy. Đó. Thì nó có một cái nhược điểm đó là cái thời gian mà khi nó phát hiện hết cái chuyển động ấy, nó sẽ bị lâu hơn so với cái cảm biến hiện diện. Còn các cái khác thì mình nghĩ là nó cũng ngang đấy. Nếu mà như mình sử dụng mình test thì thấy nó ok đấy. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải chuẩn bị những cái cảm biến chuyển động như này. Các bạn nên chọn những cái cảm biến nào ấy mà cái thời gian report chuyển động ấy nó càng thấp càng tốt. Ở đây thì mình sử dụng những cái cảm biến của Xiaomi, hoặc là sử dụng sóng Zigbee hoặc là Aquara. Sau đó mình sẽ mốt lại phần cứng một chút. Đấy, như các bạn bạn nào mà đã sử dụng những cái cảm biến này thì biết là ví dụ như cảm biến Xiaomi đời đầu này, sử dụng sóng Zigbee này thì cái time report của nó là 60 giây. Còn những cái con Aquara sử dụng sóng Zigbee nó còn tệ hơn. Cái thời gian report của nó là 120 giây cơ, quá là lâu. Tuy nhiên mình đã tìm hiểu và mình đã tìm ra cách để chúng ta có thể sửa lại cái thời gian report cho những cái cảm biến này chỉ còn 5 giây thôi. Sử dụng được cả những cái con cảm biến của Xiaomi lẫn Aquara nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải tháo cái con cảm biến này ra. Đấy, tháo tháo pin ra thôi. Các bạn tháo pin ra và tháo cái main của nó ra. Đấy, sau đó các bạn hàn hai cái điểm lại với nhau, dùng dây đồng hoặc là như là hàn hai cái điểm đấy lại với nhau thì tự động cái thời gian time report nó sẽ chuyển về từ 60 giây đối với Xiaomi và 120 giây Aquara, nó sẽ chuyển về 5 5 giây một lần. Cứ 5 giây nó sẽ detect, nó sẽ quét một lần. Đấy, cái thời gian mình chưa test nhưng mà thấy cái người mà người ta nghĩ ra cái cách này, người ta nói là cái thời gian sử dụng pin sau khi mà chúng ta sửa lại cái cảm biến này thì nó không chênh so với là để 60 giây hoặc 120 giây là mấy. Nó có thể là tốn pin hơn nhưng mà nó không tốn hơn pin hơn nhiều. Đấy, vẫn ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sửa cái con cảm biến này nhé. Các bạn chú ý mà khi mà mình tháo ra mình để ý nó có vị trí ba cái lẫy này. Đấy, chúng ta chọc vào vị trí ba cái lẫy này, tháo ra nó sẽ dễ hơn. Đây, mình zoom lại. Đây, ba cái lẫy đây cả, đây cả, chúng ta chọc đúng ba vị trí này thì lấy nó sẽ dễ hơn. Đó, đó là chú ý khi chúng ta tháo ra. Đấy, xong rồi nhấc cái này ra thôi. Đó, nhấc khéo khéo là sẽ lên nó. Đây là nó là hai cái mền nó ghép lại với nhau. Thì tháo, có thể để nguyên này hạn được, không thì tháo nhấc nó ra này
thì chúng ta hàn nó sẽ dễ hơn. Ở đây mình hàn đã xong rồi này. Đấy. Thế thôi, sau đó hàn xong thì chúng ta sẽ lắp lại. Sau khi tháo cái cảm biến ra ấy, thì các bạn hãy mốt cái cảm biến này bằng cách là hàn hai cái điểm mà mình đánh dấu ở trong cái bức ảnh này, mình đã chụp cái ảnh này. Các bạn lấy cái dây đồng hoặc là cái gì đấy mình hàn hai cái điểm này vào với nhau. Đây là quá trình mình hàn này. Rồi việc mốt đã xong, bây giờ chúng ta sẽ phải lắp lại thôi. Ok. Test thử xem nào. Rồi, anh nhận rồi đấy. Rồi, test thử xem nào nha. Rồi, sau khi chúng ta sửa phần cứng xong cho cái con cảm biến này, mình sẽ thử vào cái app Mi Home. Mình test thử xem là bây giờ thời gian report time của nó đã xuống chuyển xuống 5 giây chưa nhé. Đây mình sẽ chọn lên con cảm biến. Đây. Đấy. Đây con cảm biến đây. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Đây, 16 giờ 47 à 07 phút. Đấy. Nó sẽ report một loạt, các bạn thấy chưa? Nó report một loạt này. Bây giờ mình thử để cho nó không detect nữa đi. Đấy, các bạn thấy này. Bây giờ là 16:08 nhé. Mình quét cái lần cuối cùng nó phát hiện là 16:08 nhé. Bây giờ mình sẽ thử này. Đấy, quét một phát nữa vẫn là 16:08 này. Rồi. Đấy, ba cái 16:08 đấy, có nghĩa là cái thời gian report time của nó đã rất là nhanh rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ dừng lại đến đến 16:09 thì mình sẽ test thử. Đây thử cái nữa đi. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy bốn cái rồi. Có nghĩa là chỉ vài giây nó lại report time một lần. Đấy như vậy là ok nhé. Còn nếu mà bạn nào mà sau khi sửa xong phần cứng mà nó chưa detect, nó chưa quét 5 giây một lần này, thì chúng ta sẽ hãy reset lại cái con cảm biến và add lại thì chắc chắn là sẽ được. Như của mình ở đây là ok rồi này. Đây mình quét thử một phát 16:09 này. 10 giây mình quét phát nữa. Đây, bây giờ chắc là đủ 5 giây. À, chưa đủ 5. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó hai lần rồi này. Đấy, đã đủ 5 giây đã. Đấy, nó quét luôn. Đấy, bình thường là chúng ta mỗi một lần nó quét là nó phải tầm 1 phút sau nó mới quét lại. Còn bây giờ nó đã là 5 giây. Đấy, các bạn nhìn thấy cái thời gian đấy, 4 lần 16:09 rồi. Đấy, như vậy là đã thành công nhá. Rồi là như vậy là đã xong cái phần cứng, bây giờ đến lượt phần mềm. Để mà sử dụng cái tạo automation để sử dụng những cái cảm biến chuyển động này như một cái cảm biến nhận diện thì mình đầu tiên mình sẽ phải sử dụng một cái plugin ở trên Homebridge. Đó là cái plugin. Các bạn vào search phần plugin này, các bạn search phần delay. Đây, các bạn cài cho mình cái Homebridge Delay Suite vào. Rồi mình sẽ cài cái này lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái delay switch. Đầu tiên là cái phần accessory name này mình sẽ tạo một cái delay switch đi. Mình sẽ tạo một cái là bathroom red room đi. Delay switch. Rồi, cái thời gian này thì theo mình thì các bạn nên để từ 3 phút trở lên, 2 hoặc 3 phút trở lên.
Nói chung là để càng lâu ấy thì cái độ chuẩn xác nó càng cao. Tuy nhiên là cái thời gian mà để nó phát hiện ra cái không còn chuyển động nó sẽ lâu hơn. Có nghĩa là khi nó phát hiện ra chuyển động thì nó sẽ phải mất cái thời gian lâu hơn nếu để số số càng cao. Khi mà ví dụ chúng ta muốn tắt đèn ở trong nhà tắm chẳng hạn hoặc là nhà vệ sinh chẳng hạn thì nó sẽ mất cái thời gian lâu hơn nếu chúng ta để thời gian lâu hơn. Nhưng mà để càng lâu thì cái độ chính xác nó càng cao hơn. Thì ví dụ như mình sẽ để là 2 phút đi là 120 giây thì nó sẽ là 120.000 mili giây. Ở đây người ta tính là mili giây. Cái phần này thì mình để là motion sensor thôi, vẫn cứ để nguyên như vậy. Đấy. Sau đó save. Rồi sau đó chúng ta sẽ restart lại cái home bridge. Rồi sau khi đợi cái app home nó restart trở lại thì mình sẽ vào cái app home của mình để mình check xem là đã có cái thiết bị mới chưa. Đây, ở đây mình đã thấy là có cái phần Red Room. Red Room Delay Switch rồi. Rồi ok, như vậy là đã ok. Bây giờ mình sẽ tạo một cái automation cho cái cảm biến này nha. Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái automation trong cái phòng Red Room mình đi. Mình sẽ để cái ví dụ mình cho cái delay switch này vào trong phòng Red Room mình làm cho nó dễ. Ok. Rồi, mình chuyển vào đây. Thì khi sau khi mình chuyển vào đây thì các bạn sẽ thấy phần motion này. Motion sensor này nó đã có hai cái, một cái là của cái cảm biến này này và một cái cảm biến delay switch này. Rồi. Red Room. Bây giờ mình sẽ tạo automation cho cái phòng Red Room của mình. Mình sẽ demo cho các bạn xem cái việc mình sử dụng cái cảm biến chuyển động này giống như một cái cảm biến hiện diện nó như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái mà mình vào home này, mình tạo một cái automation về cái việc bật đèn ở trong cái phòng Red Room của mình đi. Mình sẽ tạo một cái automation như thế này. Assistant detect something này, mình sẽ chọn tới cái cảm biến chuyển động này, chính là cái cảm biến này này. À, khi mà nó detect nó thấy chuyển động, đây detect motion, nó phát hiện chuyển động thì nó sẽ làm việc gì? Đầu tiên là mình sẽ bật cái đèn và cái quạt lên và bật luôn cái nút Red Room Delay Switch. Đấy, mình cứ làm tí nữa mình sẽ giải thích sau nhé. Rồi ok, mình sẽ bật cả ba thứ này lên, mình phải turn on hết lên này. Rồi xong, sau một cái automation đầu tiên, tiếp theo mình sẽ tạo một cái automation thứ hai, cũng chọn assertion detect something. Các bạn chọn đến lần này, các bạn không chọn tới tới cái cảm biến này nữa nhé, mà các bạn hãy chọn tới một cái cảm biến ảo của cái delay switch vừa nãy. Lần này là chúng ta sẽ chọn cái đấy, nó sẽ tạo ra một cái cảm biến chuyển động ảo đấy, thì các bạn chọn đúng đến một cái đấy, có nghĩa là khi nó cũng phát hiện chuyển động đấy, khi cái đó phát hiện chuyển động thì nó sẽ xảy ra việc gì. Khi nó phát hiện ra chuyển động thì mình sẽ điều khiển cái đèn và cái quạt của mình nó tắt đi, mình chọn tắt đi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái automation thứ ba, đấy cũng là essential detect something. Mình lần này mình lại chọn tới cái cảm biến chuyển động này đấy, khi nó phát hiện ra không có chuyển động. Đây, khi nó phát hiện ra không có chuyển động thì sao? Thì nó sẽ làm gì? Thì lần này nó chỉ bật mỗi cái Red Room Delay Switch lên thôi. Đây, mình sẽ phải turn on lên. Ok. Bây giờ thì mình sẽ giải thích những cái automation và lý do tại sao mình tạo những cái automation vừa nãy nhá. Đầu tiên là ở cái automation đầu tiên là khi mà cái cảm biến chuyển động của mình ấy, nó phát hiện ra có chuyển động ở trong phòng Red Room thì ngay lập tức nó sẽ bật cái quạt và cái đèn ở trong phòng Red Room mình lên. Và nếu mà cái delay Red Room Delay Switch ấy, nó đang bật thì lập tức nó sẽ tắt cái switch đấy đi. Đấy là cái automation đầu tiên nhé. Còn ở cái automation thứ hai là khi mà cái cảm biến chuyển động của cái delay switch, có nghĩa là cái delay switch vừa nãy nó sẽ
có một cái cảm biến chuyển động ảo do mình set ở trong cái home read ấy. Khi mà cái cảm biến chuyển động ảo đấy nó phát hiện ra chuyển động thì ngay lập tức nó sẽ tắt hai thứ ở trong cái phòng Lightroom, đó là cái quạt và cái đèn của mình đi. Cái delay switch này nó sẽ phát hiện chuyển động khi nào? Khi mà chúng ta bật cái delay switch lên, và cái thời gian của mình hiện tại mình đang set ở trong home read là 120 giây. Hết 120 giây đấy, tự động nó sẽ kích hoạt cái cảm biến chuyển động ảo này lên. Đây là cái cảm biến chuyển động ảo thôi, cứ đúng thời gian đấy thì nó sẽ tự kích hoạt và sau đó sẽ tắt đi trong vòng từ 1 đến 2 giây. Đó. Thì cái trường hợp này nó sẽ xảy ra khi nào? Khi mà cái delay switch của mình nó được kích hoạt. Rồi, đó là ở cái automation thứ hai nhé. Còn ở cái automation thứ ba thì là khi mà cái phòng Red Room của mình, cái cảm biến thật ở trong cái phòng cảm biến chuyển động Xiaomi ở trong phòng Red Room của mình nó không phát hiện nó chuyển động, thì lập tức nó sẽ thực hiện một cái lệnh, đó là nó bật cái Red Room Delay Switch đấy lên. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giải thích là lý do tại sao này. Khi mà nó không phát hiện chuyển động nha, nó sẽ bật cái Delay Switch đấy lên. Thì 120 giây sau, cái delay switch này nó sẽ off đi và đồng thời nó sẽ kích hoạt cái cảm biến ảo có tên là motion delay switch lên. Đấy, khi kích hoạt cái cảm biến ảo đấy thì sẽ dẫn tới một cái hai cái lệnh, đó là tắt cái quạt và tắt cái đèn. Rồi, đó là trường hợp chúng ta không có ở, nó không nhận nhận dạng chuyển động nhé. Còn khi mà chúng ta, vậy thì tại sao mà khi chúng ta đứng ở trong phòng Red Room mà chúng ta không bị tắt đèn? Bởi vì sẽ xảy ra trường hợp như này. Khi chúng ta vào trong cái phòng Red Room, chúng ta ở trong bên trong đấy thì đầu tiên nó sẽ kích hoạt cái đèn và cái quạt lên này, do cái cảm biến chuyển động phát hiện ra này. Nếu mà sau cái khoảng nếu mà chúng ta vào trong đấy, chúng ta ngồi im chẳng hạn một lúc, thì nó lập tức nó sẽ không nhận ra dạng dạng chuyển động, thì nó sẽ kích hoạt cái delay switch lên đấy. Nhưng mà cái thời gian kích hoạt cái delay switch lên, nếu ví dụ mình đặt là 2 phút chẳng hạn, thì trong khoảng thời gian 2 phút đấy, nếu mà chúng ta chỉ cần có một chuyển động thì ngay lập tức là nó sẽ kích hoạt cái lệnh là tắt ở ở cái automation đầu tiên ấy, nó sẽ kích hoạt cái lệnh tắt cái switch đấy đi, dẫn đến là cái cảm biến ảo ấy, nó không bao giờ được kích hoạt, nên là cái đèn và cái quạt nó sẽ không tắt đấy. Thì nếu mà chúng ta để cái thời gian đấy, có nghĩa là như này, cứ có cái sự biến đổi về trạng thái của cái cảm biến thật Xiaomi ấy, ở trong cái phòng Lightroom trong vòng 2 phút, thì là chỉ cần có cái có cái sự biến đổi về về trạng thái thôi trong vòng 2 phút đấy, thì là nó cái đèn và cái quạt nó sẽ không tắt, bởi vì cái cảm biến ảo nó sẽ không được kích hoạt lên. Nó cứ kích hoạt lên mà chúng ta trong vòng 2 phút đấy chúng ta chỉ cần có hoạt động thì nó lại có cái automation nó tắt đi rồi, thì là nó sẽ không xảy ra cái tình trạng đấy. Vì vậy mình tại sao mình nói là nếu mà các bạn để cái thời gian delay switch đấy nó càng dài thì nó càng chuẩn xác. Bởi vì bình thường mình thấy là ví dụ như vào trong phòng tắm hoặc phòng red room thì ít người nào mà ngồi im mà tầm tầm 2 đến 3 phút nữa. Trường hợp ít, nhưng mà nếu để chắc chắn thì các bạn cứ để thời gian dài lên, nó tầm 5 phút thì nó cực kỳ chuẩn xác. Đấy. Thì cái cách làm này của mình thì mình theo mình thấy là cái nhận diện người ở trong cái vùng cảm biến chuyển động đấy nó rất là chuẩn xác. Mình để 120 giây thôi nhưng mà nó cũng rất là chuẩn xác, và nếu để dài hơn thì chuẩn xác hơn. Đấy, nó cũng không thua kém gì cái cảm biến hiện diện. Nó chỉ thua cái cảm biến hiện diện ở cái thời gian mà nó phát hiện ra người không còn ở trong đó, không còn ở trong cái vùng cảm biến chuyển động nữa. Đấy, nó tùy thuộc vào cái thời gian mà chúng ta set cái thời gian delay switch đấy, nếu càng lâu thì nó càng lâu phát hiện ra cái sự không hiện diện của chúng ta ở đó. Đấy, bù lại thì chi phí của nó rất là rẻ. Đấy, chỉ khoảng tầm 300 nghìn thôi là các bạn đã có một cái cảm biến mà nó hoạt động chức năng gần giống với cái cảm biến hiện diện. Thì cái video này của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng cái video này hữu ích với mọi người. Bạn nào mà thấy hay thì hãy like và subscribe kênh mình nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.